Phương thức thủ đoạn phổ biến nhất của tội phạm lừa đảo là xây dựng lòng tin dựa vào mối quan hệ quen biết để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Và chiêu thức trong tình huống được tái hiện ngày hôm nay, đối tượng lừa đảo cũng lợi dụng vào những thông tin mình nghe ngóng, thu thập được rồi dựng nên màn kịch người quen để giăng bẫy chiếm đoạt tài sản. Cùng theo dõi với Trí Thuận để có bài học cảnh giác quý vị nhé. Để tiện cho việc kinh doanh á, thì tôi có mướn lại phần sân trước nhà bà con để buôn bán phân bón. Sáng hôm đó, khi đang ngồi coi tiệm thì có một người thanh niên lạ mặt chạy xe tới. Dạ, con chào chú Bảy. À, chào cậu, cậu tới mua phân hả? Dạ. À, con muốn mua mấy bao phân về ủ đang trồng cây. À, ở đây có nhiều loại nè, cậu coi nào được thì cậu lựa đi. Dạ, tại con ở trên thành phố mới về á, nên cũng không rành lắm. Chú lựa cho con cái loại nào tốt tốt đi. Ủ đất hả? Dạ. À, ủ đất thì thôi cậu lấy cái loại này đi. Loại này ha. À, dạ. Mà vậy, nếu mà cậu mua ba bao á thì để tôi giao tới nhà, không có tính tiền công chở. Dạ, mắc công phiền chú quá. Tại con cũng sẵn trên đường con về nè. À, để con chở luôn cho tiện. À, vậy cũng tùy cậu. À, cái loại này á, thì ba bao là 900 ngàn. Dạ. Mà chú Bảy ơi, cho con chở về trước một tí, con quay lại con trả tiền sau được không? Hồi đó giờ quy tắc bán hàng của tôi á, là tiền trao cháo múc, trừ khi là khách mua sỉ thì tôi mới bán công nợ thôi. Cậu ấy mới tới đây mua hàng lần đầu tiên và đã mua thiếu rồi thì đâu có được, nên tôi thẳng thừng từ chối. Trời đất ơi, tôi đâu biết cậu là ai đâu. Rồi cậu chở ba bao phân của tôi đi, biết tìm cậu ở đâu. Thôi bây giờ như vậy, cậu cho tôi cái địa chỉ đi, rồi cậu cứ về trước, chút nữa tôi chở tới nhà cho. Dạ, thưa thiệt với chú là nãy con đi đám cưới á, con không mang theo nhiều tiền, nhưng mà con là ở trên thành phố, con về đây con mua giường kế bên nhà chú Tấm Quá đó. Chú Tấm Quá giới thiệu con qua đây mua phân của chú luôn nè. Cái miếng đất giường mà 10 công mà sát cái vách nhà anh á, anh có thấy ai thu mua gì chưa? Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà hôm nay á, tôi thấy cũng có mấy người tới coi, mà không biết có bán được chưa. Mà có chuyện gì không? Có chứ, mới hỏi anh. Anh biết nhà tôi bán phân bón mà. Nè, bạn bè lâu năm, tôi dặn anh nha, anh canh giùm tôi. Nếu mà có ai mà tới mua cái 10 cái công giường đó đó, anh ráng anh làm quen rồi giới thiệu lại đây mua phân bón của tôi. À, hàng xóm mới của ông Tám hả? Dạ đúng rồi. À, vậy tôi nhìn cậu thấy lạ quá. Con cũng mới về đây nên chưa ra mắt được bà con. À, dạ con chỉ mới nói chuyện được với chú Tám thôi. Thì hôm qua hai chú cháu có nói chuyện với nhau. Chú có nói là hôm nay chú lên thành phố để thăm Tú, tới ngày mốt chú mới về. À, tôi nghe nói là cuối tuần này anh lên thành phố thăm thằng Tú hả? Thì tôi cũng định là chủ nhật này nè, đi lên thăm nó, coi nó ăn ở học hành như thế nào. À, chú còn nhắc là chú làm cái món khô chiên nước mắm á, ngon bá cháy luôn. Thôi, món tủ của tôi đó. Ăn đi anh. Thấy sao? Trời ơi, phải nói nha, đây là cái món ruột của anh đó. Cái món mà cá khô mà chiên nước mắm này á, anh làm mà cực kỳ ngon bá cháy á. Trời chứ sao, nhậu cái gì á thì nhậu, không thể nào thiếu cái món khô chiên nước mắm này của tôi. Vậy là cái 10 công giường á kế nhà Tám Quá là cậu mua luôn hả? Dạ đúng rồi, 10 công đó là của con mua đó. À, chú Tám còn hứa với con là khi nào mà chú Tám về dẫn con qua giới thiệu với chú Bảy, sẵn tiện thưởng thức luôn cái món khô chiên nước mắm bá cháy đó. Được, tôi là sẵn sàng. Nói thiệt với cậu chứ ở cái khu này á, tôi với ông Tám á là bạn chí cốt nhỏ đến lớn. Dạ. Rồi cứ quanh đi quẩn lại, có hai thằng già cứ ngồi nhậu nhau cũng buồn. Dạ dạ, chú. À, con xin phép con chở về để con làm, cũng trưa rồi. Ban đầu á thì tôi còn lấn cấn cái việc mà mua bán phân bón khi chưa thanh toán tiền. Nhưng mà khi nghe cậu ấy nói trúng phốc hết, từ việc biết tên quý tử nhà ông Tám Quá, còn biết hôm nay ổng đã lên thành phố thăm con, tới cái chuyện riêng mà mỗi lần la rai á là phải có món ruột khô chiên nước mắm, cậu ấy cũng biết luôn. Vậy là cậu ấy đúng là hàng xóm sát nhà ông bạn tôi rồi. Chưa hết nha, 10 công vườn á thì mỗi tháng mua phân bón cũng không ít,
tiệm của tôi dạo gần đây buôn bán cũng chậm, nên thôi thì ba bao phân chỉ ngót nghét gần 1 triệu đồng chứ mấy, coi như tôi cho thiếu để giữ mối. Chứ không lẽ người ta lừa mình, mà nếu là người lạ thì làm sao mà biết hết trơn hết trọi như vậy được. Nhìn mặt mày cậu ấy cũng hiền lành, đâu có giống hạng lừa đảo, nên tôi đồng ý để cậu ấy chở đi. Sao, ngồi lên, ngồi lên. Đã trống đi. Thế sao? Dạ, con chào chú Bảy nha. Rồi, chạy cẩn thận đó. Dạ. Rõ ràng, đây là cuộc mua bán không bình thường như trước giờ chú Bảy vẫn thường gặp. Chú phá vỡ quy tắc buôn bán của mình là mua hàng và thanh toán ngay. Mà chú Bảy ơi, cho con chở về trước, một tí con quay lại con trả tiền sau được không? Một mặt vì tin tưởng đây là hàng xóm mới của ông bạn chí cốt, lại lịch sự dễ mến. Con là ở trên thành phố, con về đây, con mua vườn kế bên nhà chú Tấm Quá đó. Chú Tấm Quá giới thiệu con qua đây mua phân của chú luôn nè. Mặt khác, chú tin rằng đây sẽ là một khách hàng tiềm năng, mối mua hàng lâu dài. Nhưng chú không ngờ rằng đây lại là cái bẫy mà kẻ gian đã cất công sắp đặt. Suốt buổi chiều, tôi vẫn không thấy người thanh niên đó quay trở lại trả tiền cho mình. Có khi nào tôi bị gạt rồi cũng không chừng. Tôi lật đật gọi điện thoại cho ông bạn tôi để hỏi thăm về cậu hàng xóm. Thì tôi mới tá hỏa khi ông bạn tôi nói 10 con vườn đó chưa có ai mua hết. Vậy là coi như mất trắng bạc triệu rồi. Tôi liền tới công an xã trình báo. Thì hóa ra đã có hàng chục đại lý phân bón cũng rơi vào tình trạng tương tự. Khỏi phải nói, thì cũng biết trước khi cậu ta tới lừa lọc thì cũng đã thăm dò quan sát hết mọi người xung quanh đây rồi. Rất có thể hắn đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa tôi với ông Tám Quá, nên mới biết tất cả mọi thông tin như vậy. Nè, bạn bè lâu năm, tôi dặn anh nha, anh canh giùm tôi. Nếu mà có ai mà tới mua cái 10 cái công vườn đó, anh ráng anh làm quen rồi giới thiệu lại đây mua phân bón của tôi. Trời ơi, ông yên tâm gì, anh em mình là chi kỷ từ nhỏ lớn mà. Chuyện đó ông khỏi lo, tôi lo cho. Rồi, nhận ly luôn đi Bảy. Rồi, mời anh Tám nè. Càng nhớ đến vẻ lịch sự, thái độ tế nhị của cậu ta mà tôi càng tức. Chuyện xảy ra cũng do tôi, sao tôi lại vội tin người quá, để giờ đây lâm vào cảnh mất của lại thêm tức mình vì dễ tin người. Qua tình huống vừa phát sóng, có thể thấy rằng bọn Bất Lương đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng thông tin, địa điểm, người thân trong gia đình, sở thích, thói quen của nhiều người, từ đó tiếp cận nạn nhân, dùng những thông tin có được để lừa đảo. Vậy nên Trí Thuận mong muốn quý vị hãy luôn cảnh giác, nhất là những giao dịch buôn bán liên quan tới tiền bạc. Đừng vội tin tưởng vào lời nói một phía của người lạ quý vị nhé.